Sao nhà em? Bây giờ luôn chứ. Không, giờ tối. Tường nhà lên ngoại rồi, nhà em cũng nay cũng nu bu lắm, nát đi làm tóc rồi. Chiều đi. Cắt như thanh niên đấy. Giống cắt ngắn đi giống mà. Cắt ngắn đi giống á. Đúng rồi, cắt tóc ngắn là giống bà cụ ta hồi xưa. Quay đến chỗ cắt đi bà nội ơi. Đây, đang quay đây. Cắt chỗ nào quay như đấy thì... Tội ghê chưa, ngủ được kìa, dễ thương ghê á. Khi nhớ bé ngủ luôn được kìa. Em ngủ. Con đưa em vào trong nhà, con ngồi về có mỏi không? Em ngủ rồi. Con ngồi về có bị mỏi không? Cắp vào nhà con nó nắng. Ngồi đưa đây. Vậy thì ngồi đưa em đứng ở trên nó ngồi như rồi. Con đưa đây. Con bế rửa em ra. Con bế rửa em ra. Rồi con ngồi con bế rửa em ra. Con lấy cái tay con đỡ cái đầu em đi. Con lấy cái tay con đỡ đầu em. Đúng rồi, con đỡ cái đầu em á. Đúng rồi. Sao bên kia chị ơi? Con quay gì ạ? Quay bà cụ với cậu. Thôi con cho em ngồi ngửa lên tay con cũng được, thôi vậy cũng được. Đỡ cái đầu em nha. Mẹ. Ê, bên này thì cắt chỗ nào quay rồi đấy. Ai cắt để giải đi. Các cô ấy làm lắm em rồi. Cậu đeo khẩu trang không? Kìa. Không phá của chú con. Bi đứng lên. Không phá đồ của chú, Bi đứng lên. Cái
Đi ra tóc có bao nhiêu người con? Đẹp gái đó, đẹp lão đó, bà đẹp lão đó. Bye bye phụ. Con không ngon à. Em mất mất rồi, hỏi trưa nay ăn lẩu bên nhà bác kìa. Anh thích thì anh ra, có ai nấu cơm nào mà anh ra đây ăn. Ai nấu, ai là người nấu? Cái gì? Bi. Phương đi dạy đây. Phương người đây không đi. Bi. Mày ăn nghỉ hết rồi còn bảo nay có ăn này vào chủ nhật ăn thì ăn mày có mồm mày nói bây giờ mày này. Rồi ba ra chơi đi. Đi chợ mua đồ nào trưa nay nhà điện bên kia thì còn mấy gia đình nữa chán cơ. Có mình anh Đạt thôi, mình anh Đạt thôi. Yeah. Đi rồi. Đi hết rồi, có mình anh Đào thôi. Vậy cô đâu? Em ở nhà non với đứa nhỏ, bây giờ em chuẩn bị về đi làm tóc rồi. Làm tóc à? Ừ. Mai làm được mà. Không, hôm nay, đang thức hôm nay. Tóc mày bạc rồi, làm gì? Mai nhuộm hết tóc bạc đi. Nay 26 bà ơi. Có anh Đạt ở chơi với bác đi. Có Đạt ở chơi với mấy đứa bé. Đến đâu ta chén đấy, chờ nó chờ làm sao được Đạt ạ? Mà giờ nắm việc lắm, bao việc. Anh Đạt chơi với bác về. Tối là ông Quân 28 mới về và có ông Quân thì đã về. Giống có lý nhiều ạ. Giống bà nội hả? Xem có thuốc đen là nhuộm lại cho bà đen hết tí để chuẩn bị bừng thọ đây, cắt hoa vào. Cắt hoa vào luôn. Quả đây chờ mãi với con Nguyễn Thị Dâu mừng thọ đây. Nhuộm tóc tí cho nó đen đen tí cho điện ạ. Thế không ai tóc đỏ đỏ thì cũng được, gọi là chuẩn bị mừng thọ. Con đi ra chơi, con ra, con ra. Năm nay mừng thọ đấy, cụ 80 là con trai xem bằng rồi. Thấy bằng có rồi, đưa cho ông qua cái này. Tên là Phan Thị Dâu nhưng mà mang đúng là sống như tàu, là về về nhà chồng, về theo họ chồng là đúng Nguyễn Thị Dâu rồi, 80 tuổi. Nhìn bằng đầu tiên luôn. Đó đồ vô đi ấy, ai tao coi cảnh mấy năm mà cũng có. Ấy phát cái bàn tay được điện không? Điện không cắm đầu tóc vào ấy, bỏ cái máy cũng về rồi. Dạ. Cho phát cái bàn tay em cắt hết rồi này. Có cái nón là cho phát nón mà nắng quá à. Chắc không về rồi. Con nhà thắng nghe làm cái mày. Thắng nào ạ? Lấy nón đi rồi, nhờ bác Phương mượn cho bác cái nón nhanh đi. Cô cái nón. Tên là gì cơ? Thằng Lợi ấy hả? Ai biết tên nó? Biết tên bố nó thì là tên nó đâu. À đâu, chỗ đấy có làm sao đâu ạ? Chỗ đấy không cần bạc cái mang lên biển. Cắt xuôi xuôi lên. Bấm bấm vậy ạ? Bà cắt phải biển. Chính phẳng thế nào ra? Cắt vắt xuôi xuôi tí đỡ và bằng tay qua tí, gọi là như quân đội chứ không cấm bằng tay. Đấy, không chấm tay gọi là cứ xuôi xuôi phát phát là tí đấy. Cắt kiểu cho bà. Đó mới là bự thọ là cứ cho bà như thanh niên. Cháu phải hổ nguyên thật. Nhờ thắng ở trên đại đồng đó bác Hưởng. Ừ. À, ông cọc trèo à. Đâu, chỗ đấy nó chỉ gần đấy thôi chứ không phải trung tâm dịch. Trung tâm dịch thì nó đóng băng luôn rồi. Trung tâm dịch là nó cấm luôn.
Em. Thỏ hả? Sống 20 năm là được rồi. 80 tuổi, sống 20 năm là 100 tuổi. 15 năm nữa ông cụ già hôm qua xã chủ tịch đã là một trường thọ rồi. Đi gọi đầu tôi vào nhá. Về chưa làm tóc chở bà ra ngoài gọi tóc chết cho bà nha. Ok. Ra quán hay gọi đó sốt xoét cho nhển ho vào massage cho nào êm êm ả ở nhà gội đầu đầu đó. Đúng như Mỹ Linh luôn bà. Đúng Mỹ Linh luôn. Bảo rồi nhuộn cho bà tí hay là chiều mày làm tóc mày mày bảo ấy luôn cho bà tí đen đen thì cho nên bà mừng thọ tí. Ok. À. Nhuộm màu đen luôn thằng gái 20 luôn. Không mất rồi. Quần xếp quần trùng như vậy. Nếu mà mặc bộ đấy thì mặt đen. Rồi.